nguyên một vườn nhãn nó đang thu hoạch anh chị. Đó, nhãn này là nhãn xuồng anh chị nha, nhãn rất là bự luôn, cái này chọi lỗ đầu luôn anh chị. Đó, nói chung là mấy chục cây là nhãn hết anh chị. Đó, ở trước sân thì mình có những cái cây ăn trái khác nữa ha, cái mít rồi này kia nó cũng có ngoài đó. Đó, quá đã luôn anh chị. Đó, nguyên một vườn nhãn này, đây anh Biên lột ra cho cô chú chị mình nhìn này. Đó, cái vỏ nó rất là dày anh chị nha. Đó, mình có thể thấy nha. Đó, vỏ rất là dày luôn. Đó. Ừ, rất là ngon anh chị. Đó, quá đã luôn. 3.600 mét vuông. Mặt tiền đường nhựa là 34 mét tiền anh chị. Đó, nguyên một vườn nhãn luôn. Quá đã anh chị. Đó. Nay em điện dẫn vợ con đi hái nhãn luôn chị. Nói chung là cái vườn này á thì cái vườn này á là của một cái chủ khác ha, không phải dân ở đây. Thì hiện tại là vườn không nhà trống, đang cho hàng xóm là canh tác trên cái nhãn này gì ha. Thì cũng không, bên chủ mình thì cũng không có lấy hay là chia phần trăm gì trên cái nhãn này, cái thu hoạch năng suất này hết như vậy ha. Thì cái này cho người ta chăm vừa coi vườn cho mình anh chị. Đó, quá đã luôn. Nói chung là mình xuống thì gia chủ mình xuống thì có thể là ưng hái đem về thì hái đem về thôi. Đó, thì còn lại là cho hàng xóm thu hoạch hết ha. Nhãn quá đã luôn chị. Bảo Điện Mua Sản mến chào cô chú chị. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Đó, em Điện đang đứng đây là trên cung đường tỉnh lộ 329 anh chị ha. À, ngay chỗ em Điện đứng đây là ngay Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội luôn ha. Mình đi lên đây chút xíu thôi, mình sẽ gặp ngay chợ xã Hòa Hội nha. Đó, và được hướng này mình đi vào Hòa Hiệp cũng như là vòng ra được Bình Châu anh chị ha. Đây, còn xuống đây chút xíu thì mình gặp ngay trường học các cấp. Và trên mặt tiền đường này thì về kinh doanh mua bán nhỏ lẻ ở đây rất là nhiều anh chị ha. À, nay thì em Điền có một sản phẩm chủ gửi bán một mảnh đất vườn anh chị ha, có diện tích là 3.600 mét vuông và có sẵn 300 thổ cư rồi anh chị, và bám theo mặt tiền đường nhựa là 34 mét anh chị ha. À, cách cái tỉnh lộ 329 cũng như là Ủy ban xã Hòa Hội thì khoảng đâu đó là 500-600 mét thôi anh chị ha. À, chị đó. Đặc biệt nữa thì trên đất mình là có nguyên một vườn nhãn này đang thu hoạch, và có sẵn một cái nhà nhỏ chị ha, nhà vườn nhỏ đó. Thì sản phẩm này đang ngợp anh chị nha. Bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền sẽ review chi tiết bức xã đó nha. Mình đi vào hướng này anh chị ha. Đó, đối diện Ủy ban Nhân dân Hòa Hội là có đường chạy vô luôn anh chị. Đó, đây chị ha, thì em Điền đang từ ngoài quốc lộ, ở ngoài tỉnh lộ 395 chị chạy vào ha. Đường nhựa rất là rộng, trên đường đi thì dân cư bám hai bên đường rất là đông anh chị ha. Đó, nhà san sát anh chị. Đó, mình đi vào hướng này anh chị nha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại vị trí bốc sẵn của mình rồi anh chị ha. Đó, thì hồi nãy em Điền đi là đi từ cái đường nhựa này đi vào nè ha, cũng như là mình có thể đi được cái đường nhựa đầu kia cũng được ha. Đó, cái biển báo ngã ba này anh chị có thể thấy ha. Đó, nói chung là đường mình thông thương hết anh chị ha, đường nhựa rất là đẹp luôn, ô tô né nhau thoải mái anh chị. Khí hậu ở đây rất là mát luôn chị ha. Đây, đường này chạy thẳng ra khoảng 500-600 mét thôi là mình đụng ngay cái tỉnh lộ 329 rồi anh chị. Tỉnh lộ 329 thì anh chị cũng đã biết rồi, giao với lại quốc lộ 55 ha. Tỉnh lộ đó mình rẽ phải đi, mình đi thẳng ra là trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện. Thì từ đây ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu thì khoảng đâu đó là 8-9 cây. Còn xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm anh chị ha, khoảng 20 cây, khoảng mười mấy 20 cây anh chị. Cũng không có gần lắm anh chị ha. Nói chung là khu này thì khí hậu mát mẻ, dân cư đông, nói chung là nghỉ dưỡng thì rất là tốt và đầu tư cũng được anh chị ha. Đó, thì đây anh chị, bất động sản mình là đang có diện tích là ngang là 34 mét mặt tiền đường nhựa này anh chị ha. 34 mét ha, ranh từ đây này. Đó, ranh bất động sản mình thì có rào và ranh mốc rõ ràng anh chị ha. Rào 40 hết. Đó, ranh từ đây qua là 34 mét mặt tiền anh chị ha. Đó. Và sâu vào trong là bên này là 130 mét ha. Đó, đi qua đây là 34 mét này.
tổng diện tích là 3.591 m² anh chị, và đặc biệt nữa còn là có sẵn 300 m thổ cư trên bất động sản của mình luôn anh chị ha. Đó, thời điểm hiện tại giá thổ cư cũng tương đối là mắc anh chị. Với đường nhựa này á, thì giá thổ cư khoảng rơi vào trên ít nhất là trên 3 triệu 1 m² anh chị ha, giá cũng tương đối là cao. Giá thổ cư thì nhà nước mới thay đổi giá đây thôi anh chị ha. Đây, qua tới đây là 34 m ha. Đất mình thì phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái ha, theo cái sở thích của mình và theo cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị ha. Nhưng mà đối với điện thì 300 thổ cư thì quá sức rồi ha, quá sức để mà sử dụng luôn anh chị. Đó. Đó. Đường nhựa đạo anh chị ha. Đó thì em điện xin được báo giá luôn ha. Tổng bất động sản mình là đang kêu bán là 4.9 tỷ ha, cho tổng bất động sản là 3.600 m² này, có sẵn 300 m thổ cư và nguyên một vườn trái cây, có sẵn một cái nhà vườn luôn đó. Giá này là giá cần bán chị, tính ra thì khoảng đâu đó là 1.3 triệu 1 m² thôi chị, giá cũng rất là rẻ anh chị ha. Bất động sản mình thì đang có là hướng đông ha, hướng đông bắc, nằm khu dân cư ra trung tâm xã hội cũng rất là gần. Rồi bây giờ em Điền sẽ tiến hành vào sâu bên trong ha. Thì mình đi vào đây thì đây là cái sân vườn phía trước anh chị nè. Bên này có trồng cây seri này, cây xoài này, và có những cây này thì cây mít gì mà có hai cây chết mất tiêu, uổng quá ha. Cây cũng lớn rồi đó. Đây thì cây sake này. Đó, bên này cây mít, bên này cũng cây mít này. Đó. Mít này thì mít Thái vậy ha. Như mít Thái hay sao. Đó, cây này 1 2 3. Ba cây mít, có hai cây xoài ha, bên này có xoài nữa nè. Đó, ranh mình thì đi theo bờ rào hết rồi anh chị. Trên đất thì mình có một cái sẵn một cái căn nhà vườn ha, nhà vườn theo kiểu là dạng gác lửng thôi, nói chung là mình sửa soạn sửa sơ lại thì cũng có thể là vào ở và sử dụng được rồi. Ở trên có một gác lửng nè, nói chung là ở trong thì cũng không có gì để quay anh chị, vườn không nhà trống thôi. Đây là cây táo anh chị ha. Cây táo này rất cũng là nhiều năm tuổi đây nè, rất là to luôn ha. Và trong này cũng có cái mít nữa. Trên đất mình có cái cây lá vối này anh chị. Đó. Cái lá vối này thì nấu nước uống rất là tốt luôn anh chị ha. Xoài này, mít này. Và ở sau thì nguyên vườn nhãn rồi. Bây giờ mình sẽ lui phía sau đây anh chị ha. Chỗ mình thì về cái vấn đề điện nước thì có đầy đủ anh chị. Trên đất mình thì đang có là giếng khoan là gì ha, và nước sạch cũng có thôi, nhưng mà ở đây thì hiện tại cái bất động sản mình thì chưa kéo điện nước máy vào anh chị. Đây, đây là giếng khoan anh chị nha, có sẵn giếng khoan luôn, điện đài đầy đủ. Đây anh chị thấy nè, nguyên một vườn trái cây luôn anh chị ha. Quá đã luôn. Nhãn này, nhãn bự 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 anh chị ha, này nhãn xuồng anh chị nha, đặc sản của huyện Xuyên Mộc mình anh chị. Bán ngoài nếu mà bỏ lái thì khoảng là 2 mấy ngàn ký, còn mà bán ngoài thì 40 mấy ngàn một ký đó anh chị. Nhãn này cho năng suất thu nhập cũng khá là cao anh chị. Nói chung là một cây mà thu hoạch thì khoảng mấy tạ là bình thường anh chị ha. Như năm này thì em Điền cũng không biết là thu hoạch có tốt hay không, nhưng mà đây là đã thu hoạch rồi đó, đã thu hoạch rồi đó. Và đang còn sót lại thôi anh chị. Nguyên vườn nhãn luôn. Cái bất động sản mình thì cái hậu của mình còn có là 23 m, 22 23 m thôi anh chị. Nói chung là tại vì đất của mình là thuộc diện là đất vườn, đâm ra là nó vuông vức thì cũng thực sự là cũng hiếm khi vuông vức anh chị. Bất động sản này thì hậu còn 23 m 4 thôi. Đó, sâu vào 100 mấy mà. Nói chung là tấp hậu thì cũng lẽ thường tình thôi anh chị ha. Đó. Những cái nhãn này thì mới thuộc dạng là 5 tuổi cũng gần đây thôi, chứ cũng không lớn lắm. Đó, mà cho trái này, năng suất trái này quá đã luôn chị ha. Đó, bự quá bự luôn.
Nói chung là cái bất động sản này thì cho hàng xóm người ta trông coi hết anh chị ha. Ở sau thì còn một khoảng đất trống nữa đang cho hàng xóm mình trồng cỏ cho bò ăn anh chị ha. Quá đã luôn. Một triệu ba một mét vuông, khoảng 1,3 triệu một mét vuông thôi, tương đối là rẻ anh chị. Bất động sản mình thì đây giáp theo bờ tường này ha, đó giáp theo bờ tường này đó, đây theo đây anh chị. Nói chung là đi thì hơi vướng đó mà là em đi cũng không lui được, thì ngay đây vướng mấy cỏ rồi anh chị, nên là em đi không lui gió được đó, bám theo này ha. Đó đó, sâu 130 m anh chị. Hậu mình thì ranh đó ha 24 m đó. Đây đây dân cư thì nhà san sát đây nè chị, đây nè nhìn có thể thấy nè, nhà san sát rồi đó. Đất khu vực xã Hòa Hội Hòa Hiệp thì về cái vấn đề chất đất thì trồng cái cây lâu năm rất là tốt. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Cũng tương đối là gần. Gia chủ mình thì cũng đang kẹt tiền á, nên là bán cái mảnh đất vườn này đó. Cũng tính về đầu tư làm nhà vườn ở chơi đó, nhưng mà ở nghỉ dưỡng đó, nhưng mà kinh tế cũng khó khăn anh chị ha. Sổ thì đang vay ngân hàng, nên là về cái vấn đề quy hoạch rồi tranh chấp là không có chị ha. Đó, cô chú chị mình yên tâm. Nói chung là mình mua bán giấy tờ pháp lý rõ ràng ha, sổ thì sổ sẵn ha, sổ riêng đó, mình có thể mua công chứng khi nào cũng được các chị. Em thì xin được nhắc lại được một lần nữa anh chị ha. Đây để em đi ra ngoài quay lại cho cô chị mình có thể nhìn thấy rõ hơn ha. Tổng bất động sản mình thì có diện tích là 3.591 mét vuông, và sẵn có sẵn là 300 mét thổ cư anh chị ha. Trên đất thì có một cái nhà vườn và có nguyên một vườn trái cây nữa gì đó, đặc biệt là thiên về nhãn gì ha đó, và những cái cây linh tinh đây đây, xoài, sơ ri, mít và mận anh chị ha. Đó thì giá gia chủ mình bán là 4 tỷ chín anh chị ha. Cho tổng bất động sản mình, thì đang có là 34 mét mặt tiền đường nhựa ha, đường ô tô né nhau thoải mái, xe container đi thoải mái luôn ha. Đó rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản thì liên hệ ngay em đi nha, với số điện thoại 0788668834 ha. Thiện chí nữa mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng, và em đi cũng xin được kết thúc video tại đây ha, và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em đi. Xin chào.